Chúng ta đã tìm hiểu về cơ chế di truyền và biến dị, các quy luật của hiện tượng di truyền. Hôm nay chúng ta sẽ sang chương 3, di truyền học quần thể. Bài đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc di truyền của quần thể. Bài học hôm nay gồm có 3 phần chính. Thứ nhất, các đặc trưng di truyền của quần thể. Thứ hai, cấu trúc di truyền của quần thể tự phối. Và phần thứ ba là cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối. Chúng ta tìm hiểu nội dung phần đầu tiên, các đặc trưng di truyền của quần thể. Khái niệm quần thể là gì? Ví dụ đàn cò sống trong rừng U Minh. Khái niệm quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong một khoảng không gian, thời gian xác định có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới. Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng. Vốn gen là tập hợp tất cả các allele có trong quần thể ở một thời điểm xác định. Các đặc trưng di truyền của quần thể. Ví dụ ruồi giấm có 2N bằng 8, có tổng số allele của các gen là 7.500 allele. Như vậy, vốn gen đặc trưng của quần thể. Vốn gen là toàn bộ các allele của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. Vốn gen được thể hiện qua thứ nhất là tần số allele, tần số kiểu gen. Những đặc điểm về tần số kiểu gen của quần thể được gọi là cấu trúc di truyền hay thành phần kiểu gen của quần thể. Tần số allele và tần số kiểu gen được tính như sau. Tần số allele bằng tỷ lệ giữa số lượng allele đó trên tổng số allele của các loại allele khác nhau của gen tại một thời điểm xác định. Tần số kiểu gen trong quần thể được tính bằng tỷ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể. Tùy theo hình thức sinh sản của từng loài mà các đặc trưng về vốn gen cũng như các yếu tố làm biến đổi vốn gen của quần thể ở mỗi loài có khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét cấu trúc di truyền của quần thể ở các loài sinh sản hữu tính. Hai La Mã, cấu trúc di truyền của quần thể tự phối. Quần thể tự phối hay tự phấn ở thực vật là khi phấn hoa từ nhị cùng một cây rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó hoặc các hoa trên cùng một cây. Giao phối gần ở động vật, các cá thể có quan hệ huyết thống gần nhau, giao phối với nhau. Giả sử ta có một quần thể cây đậu Hà Lan gồm toàn những cây dị hợp A lớn A nhỏ, xác định thành phần kiểu gen, tỷ lệ các kiểu gen A lớn A lớn, A lớn A nhỏ, A nhỏ A nhỏ của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn bằng cách liên tiếp các số liệu ở bảng dưới đây. Đây là sơ đồ biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. Công thức tổng quát: N cặp gen dị hợp, tần số tương đối kiểu gen A lớn là 1 trừ đi 1 trên 2 mũ N tất cả chia 2. Của A lớn A nhỏ là 1 chia 2 mũ N và của A nhỏ là 1 trừ đi 1 trên 2 mũ N chia 2. Từ sơ đồ trên, chúng ta rút ra được kết luận tần số kiểu gen thay đổi theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử. Ý nghĩa hậu quả của hiện tượng tự phối. Ý nghĩa: tự thụ phấn giúp tạo dòng thuần chủng. Hậu quả: tần số kiểu gen đồng hợp lặn tăng làm tính trạng xấu biểu hiện ra kiểu hình. Tự thụ phấn: hiện tượng thoái hóa giống. Giao phối gần làm cho cá thể sinh vật bị giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản, thậm chí bị chết. Biện pháp: ở thực vật, không sử dụng giống lai để làm giống. Ở động vật, hạn chế hiện tượng giao phối cận huyết.
Luật hôn nhân và gia đình cấm không cho người có họ hàng gần trong vòng 3 đồi kết hôn với nhau nhằm tránh tác động của các gen lặn có hại. Vì khi giao phối gần thì các gen lặn gây hại có nhiều cơ hội trở về trạng thái đồng hợp tử nên tác động có hại sẽ biểu hiện ra kiểu hình. Con cháu của họ sẽ có sức sống kém, dễ mắc nhiều bệnh tật, thậm chí có thể chết non. Ba La Mã chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối. Quần thể ngẫu phối là gì? Quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối khi các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối. Thứ nhất là tạo một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể, duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể. Quần thể ngẫu phối có rất nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Trong quần thể người, gen quy định nhóm máu A lớn B lớn và O có 3 gen khác nhau là IA, IB và IO. Tuy nhiên, mỗi tế bào của cơ thể người lại chỉ chứa 2 trong 3 alen nói trên. Tổ hợp của các alen trong quá trình sinh sản đã tạo ra loại kiểu gen IA lớn, IA lớn, IA lớn, IO, IA lớn, IB lớn, IB lớn, IB lớn, IB lớn, IO và IO, IO. Chỉ với 3 loại alen khác nhau trong quần thể ngẫu phối đã có tới 6 loại kiểu gen khác nhau. Trên thực tế, một gen trong quần thể có rất nhiều alen khác nhau, nên quần thể ngẫu phối có rất nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Một quần thể được gọi là đang ở trong trạng thái cân bằng di truyền khi tỷ lệ các kiểu gen, còn được gọi là thành phần kiểu gen của quần thể tuân theo công thức sau: P bình A lớn cộng với 2PQ A lớn A nhỏ cộng Q bình A nhỏ bằng 1 với P cộng Q bằng 1. P là tần số tương đối của alen A lớn, Q là tần số tương đối của alen A nhỏ. Trạng thái cân bằng di truyền như trên được gọi là trạng thái cân bằng Hedy-Van-Weck vì nhà toán học người Anh là Hedy và bác sĩ người Đức là Van Beck đã độc lập cùng đưa ra định luật về trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể ngẫu phối. Định luật Hedy-Van Beck nói rằng trong một quần thể lớn ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức P bình cộng 2PQ cộng Q bình bằng 1. Nếu trong một quần thể một gen chỉ có hai alen A lớn và A nhỏ với tần số alen A lớn và A nhỏ tương ứng là P và Q thì quần thể được gọi là cân bằng di truyền hay còn là cân bằng Hedy-Van-Weck. Điều kiện để quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Thứ nhất, quần thể phải có kích thước lớn. Thứ hai, các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên. Thứ ba, các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau, không có chọn lọc tự nhiên. Thứ tư, đột biến không xảy ra hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch. Thứ năm, quần thể phải được cách ly với quần thể khác, không có sự di nhập gen giữa các quần thể. Trên thực tế, một quần thể trong tự nhiên rất khó có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện nêu trên, nên tần số alen và thành phần kiểu gen liên tục bị biến đổi. Ngoài ra, một quần thể có thể ở trong trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen nào đó, nhưng lại
không thể không cân bằng về thành phần các kiểu gen của những gen khác. Tuy nhiên, khi biết được quần thể ở trạng thái cân bằng Hedgehog-Weinberg, thì từ tần số các cá thể có kiểu hình lặn, chúng ta có thể tính được tần số của allele lặn, allele trội, cũng như tần số của các loại kiểu gen trong quần thể. Mặt hạn chế của định luật Hedgehog-Weinberg. Trên thực tế thì một quần thể trong tự nhiên rất khó có thể đáp ứng được với các điều kiện trên. Tần số allele và thành phần kiểu gen liên tục bị biến đổi. Một quần thể có thể trong trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen nào đó, nhưng không cân bằng về thành phần các kiểu gen của những gen khác. Chính vì vậy, tạo ra trạng thái động của quần thể giúp cho sinh giới tiến hóa. Ý nghĩa của định luật Hedgehog-Weinberg như sau. Khi biết được quần thể ở trạng thái cân bằng Hedgehog-Weinberg, thì từ tần số các cá thể có kiểu hình lặn, suy ra tần số của allele lặn, allele trội, tần số của các loại kiểu gen trong quần thể, dự đoán được xác suất xuất hiện một kiểu hình nào đó trong quần thể, dẫn đến là chúng ta có kế hoạch điều chỉnh hoặc hạn chế. Điều kiện cần thiết nhất để duy trì thành phần kiểu gen của quá trình ngẫu phối. Một quần thể có kích thước lớn, không bị tác động của chọn lọc tự nhiên, không có di nhập gen, không có đột biến, nhưng nếu các cá thể của quần thể không giao phối ngẫu nhiên với nhau, thì mặc dù tần số của các allele trong quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng thành phần kiểu gen của quần thể thì lại bị biến đổi theo hướng tăng dần tần số của các kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần tần số của các kiểu gen dị hợp tử. Khi nói một quần thể ở vào một điều thời điểm hiện tại có cân bằng hay không, thì điều ta cần tìm là xem các thành phần của các kiểu gen có thỏa mãn công thức phê bình a lớn cộng 2PQ a lớn a nhỏ cộng quy bình a nhỏ a nhỏ bằng 1, chứ không phải tính xem thế hệ sau thành phần kiểu gen có thay đổi hay không. Ví dụ, ở quần thể tự thụ phấn, ta có P là 0,5 a lớn, 0,5 a lớn a nhỏ, 0,25 a nhỏ a nhỏ. Tần số allele, a lớn là 0,5, a nhỏ là 0,5. Từ đó ta có F1, 0,375 a lớn, 0,25 a lớn, a nhỏ a nhỏ và 0,375 a nhỏ a nhỏ. Tần số allele a lớn vẫn bằng 0,5 và a nhỏ 0,5. Đời F2 sẽ thu được 0,4375 a lớn, 0,125 a lớn a nhỏ và 0,4375 a nhỏ a nhỏ. Ta vẫn thu được tần số allele a lớn bằng 0,5, a nhỏ 0,5. F3 ta sẽ có là 0,46875 a lớn, 0,0625 a lớn a nhỏ và 0,46875 a nhỏ a nhỏ. Ta vẫn có tần số allele a lớn bằng 0,5, a nhỏ bằng 0,5. Như vậy, trạng thái cân bằng di truyền của quần thể hay cân bằng Hedgehog-Weinberg là cân bằng về thành phần kiểu gen. Gọi R là số allele thuộc một gen, N số gen khác nhau. Số kiểu gen khác nhau trong quần thể về locus gen đó là R nhân với R cộng 1 chia 2
tất cả mũ n. Có một câu hỏi, trang 74 sách giáo khoa. Tần số Allen a nhỏ bằng cách tính căn bậc 2 của 1 phần 1.000 bằng 0,01. Do đó tần số Allen a lớn bằng p bằng 1 trừ 0,01 bằng 0,99. Tần số kiểu gen a lớn bằng p bình phương và bằng 0,992. Tần số kiểu gen a lớn a nhỏ bằng 2pq bằng 0,91 nhân 0,01 nhân 2 bằng 0,0198. Chúng ta sẽ củng cố bài học bằng việc trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu 1. Qua các thế hệ tự tụ phấn của quần thể gồm toàn cây có kiểu gen A lớn A nhỏ, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng: A. Tỷ lệ dị hợp tăng, tỷ lệ đồng hợp giảm. B. Phân hóa thành những dòng thuần. C. Phân hóa thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau. Và D. Ngày càng phong phú, đa dạng về kiểu gen. Đáp án ở đây chúng ta là C. Phân hóa thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau. Câu 2. Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần dựa trên cơ sở di truyền học nào? A. Dễ làm xuất hiện các gen đột biến lặn có hại gây bệnh. B. Dễ làm xuất hiện các gen đột biến trội có hại gây bệnh. C. Thế hệ sau xuất hiện các biểu hiện bất thường. D. Gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra các tật bệnh ở người. Và đáp án đây là D. Gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây các tật bệnh ở người. Câu 3. Nếu một bệnh di truyền không thể chữa được thì cần phải làm gì? A. Ngăn chặn hậu quả cho con cháu bằng cách không sinh đẻ. B. Ngăn chặn hậu quả cho con cháu bằng cách cấm kết hôn gần, hạn chế sinh đẻ. C. Không cần đặt vấn đề này vì bệnh nhân sẽ chết. D. Không có phương pháp nào cả. Ở đây chúng ta sẽ có đáp án là B. Ngăn chặn hậu quả cho con cháu bằng cách cấm kết hôn gần và hạn chế sinh đẻ.